rồi sao không quên được. Dễ đọc. Đọc tiếng Việt mà. Vậy mà có nhiều người, có nhiều đám phải đọc 2-3 lần, 4-5 lần. Đọc gì đó. Rung. Dạy một lần mà đọc lần là đúng rồi. Hay á. Còn mình nữa. Ai cũng hết hồn. Nhận ra ngon. Đa số là một lần à. Đó, mấy người mà 2-3 lần, 4-5 lần á là ít thôi. Thông minh, không hổ thuộc. Bữa hôm mà dưới thường quy có cả là 4-5 lần luôn mà nói được. Rùng. Lục ca lục cặp tới hồ ái được. Rùng. Còn cho nó tiếng Việt không? Lúc còn nó tiếng Trăm mới nói được. Lục ca lục cặp tới hồ ái được. Rùng quá. Rồi hả nha, đừng ngậm nha, hả cô chỉ đập thuốc thôi. Tối nay chị rảnh qua chơi luôn. Nói ăn tiệc hả? Đeo rồi. Rồi chiếu đèn. Ai ngầm á, ai ngầm á. Ai là gì cũng ngầm, ai là gì. Không, con để ý thấy có chiếu đèn đó, nó có tác dụng nó nhanh hơn á. Nhanh hơn chút. Nó có hỗ trợ chút, hỗ trợ thêm 10-mấy%. Còn nếu mà chỉ dùng thuốc không á thì được 60-70% thôi. Nhưng cũng cũng trắng. Rồi mua nó tung sao. Mọi đồ đi anh mua anh đi anh xe ra cái. Anh sợ không kịp nè. Bây giờ đó. Trời ơi em anh đi khỏi kịp quá. Bây giờ rồi nè. Nóng em về em đi gãy xe không ra mà chở cái lên vô. Anh sợ trễ quá nhưng không? Chiều quá. Chú ơi khỏi cần qua. Thôi má mua. Anh Ly ơi anh mua vừa xây sẵn luôn Ly ơi. Rồi vậy rồi. Chị ngậm vậy nửa tiếng. Chị ra nước bọt ra lấy bông bòn thấm. Anh Ly chiều anh bông bòn chú đưa còn không? Rồi được rồi. Xong rồi á thì chị gỡ cái máng ra và rửa cái máng sạch xong rồi răng thuốc miệng. Chị ra ngoài nhà thuốc á mua cho nước muối á. Đó anh răng xong thuốc miệng rồi cho nước muối là tốt nhất. Không lâu. Hả? Không bao lâu. Tiếng 2 tiếng được rồi. 2 tiếng. Ừ, 2 tiếng thì càng tốt.